Chào các bạn, mình tên Ngọc Huyền là sở chia mơ của Giá Sốc Sóc. Mình đã nhận nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay. Tất cả hàng hóa mua tại Giá Sốc Sóc áp dụng chính sách cho phép khách hàng có thể đổi hàng trong vòng 3 ngày trong trường hợp sản phẩm bị giao nhầm, giao thiếu, lỗi kỹ thuật hay không như cam kết sẽ được hoàn tiền hoặc đổi hàng một lần nha. Điều kiện đổi hàng là hàng chưa qua sử dụng, không bị dơ bẩn. Giá Sốc Sóc chuyên nhận xỉ. Hãy bấm vào dòng chữ các sản phẩm của shop trên màn hình, đảm bảo không làm các bạn thất vọng đâu. Bấm vào dòng chữ các sản phẩm của shop trên màn hình xong các bạn nhớ like và follow nó nha để nhận được thông báo về các video cực hay của shop ạ. Cái ba lô này xong rồi mình sẽ quay chi tiết hơn ở bên trong với nó cho mọi người xem nha. Ba lô này thì đựng hết tấp 15 inch là hiệu ok luôn, rất là an toàn và chắc chắn. Nó là ba lô kháng nước đó. Cảm em tập like có hơi run, thông cảm nha. Mình đây là khuyến mãi của shop mình ạ. Đây. Đường này thì chắc chắn nha, chất giải thì ok nha. Để mình giới thiệu sơ qua nha. Đây, con đầu tiên là ếch xanh. Gắn vào đây. Trông rất là ok nha. Mình chỉ để thử cho mấy bạn coi thôi nha. Gắn vào. Thủ bông bên mình khá là bự đó. Ếch hồng. Đây, nó đây, rất đẹp nha. Hãy bấm vào dòng chữ các sản phẩm của shop trên màn hình, đảm bảo không làm các bạn thất vọng đâu. Bấm vào dòng chữ các sản phẩm của shop trên màn hình xong các bạn nhớ like và follow nó nha để nhận được thông báo về các video cực hay của shop ạ. Mình có 4 cục bông khác nhau nhưng mà các bạn mua thì sẽ được làm hồng ngẫu nhiên. Rồi. Tiếp theo là chút bò sữa. Chút bò sữa thì ở đây có rán sẵn đây nè. Đó. Để lên luôn nè. Đó. Like, chia sẻ và theo dõi. Bò sữa rất là đẹp nè. Rồi. Sau đây là mình sẽ quay cái bên trong của ba lô cho mọi người xem. Đây. Có ngăn nhỏ ở đây để viết được nè, ngăn để laptop được nè. Đây. Địch nè, đặt sau nè. Hãy bấm vào dòng chữ các sản phẩm của shop trên màn hình, đảm bảo không làm các bạn thất vọng đâu. Bấm vào dòng chữ các sản phẩm của shop trên màn hình xong các bạn nhớ like và follow nó nha để nhận được thông báo về các video cực hay của shop. Ba lô thì bên ngoài gì có thấy là ở trong video quay thì nó không được đẹp nhưng mà bên ngoài thì mình bao mặt các bạn đẹp nha. Hàng mình quay gì sao thì khi hàng các bạn sẽ nhận hàng như vậy.